Ok, xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay cho anh em hai sản phẩm của thương hiệu Rolex, và hai sản phẩm này thuộc đời 116 và 126. Hai em này sẽ có một điểm chung, đó là dây tanh anh em nhé, hay còn gọi là dây oyster. Ok, thì em sẽ cầm trên tay và để anh em tiện so sánh hai chiếc này. Đây là một chiếc đời mới Mark 2 126 233. Còn đây là một chiếc đời 116, tức là đời sau, đời 126. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là tương đồng, và cái phần để mi vàng sẽ, chiếc này sẽ là vàng vàng, còn chiếc này sẽ là vàng hồng. Đó, hai màu rất là được nhiều anh em ưa chuộng. Chúng ta sẽ cùng đến với từng chiếc một nhé, với chiếc vi tính đen này trước. Vi tính đen thì cái mặt số sẽ được làm rất là nhiều cái đường lỗi, chữ lỗi Rolex ở trên cái mặt số này. Đây là một cái màu mặt vi tính nó rất là đắt, nó rất là đắt, chỉ đắt sau mặt mặt móc thôi anh em ạ. Mặt vi tính này anh em sử dụng ưa chuộng cũng rất là nhiều. Em này sẽ sử dụng là cầu số kim cương, cùng với đó là phần liềng sẽ được làm liềng khía. Chiếc này là một chiếc hàng lướt đầy đủ là hộp sổ thẻ vào date 2018, và em nó sẽ có một cái tình trạng còn rất là mới anh em nhé. Với một chiếc hàng lướt thì anh em để ý nhất là phần bộ kim, mặt số và các hạt này đó, xem nó có bị anh em soi kỹ xem có vết gì không. Sau đó sẽ đến phần liềng. Chiếc này của em còn cực kỳ là ngon luôn, không có một tí vết nào. Phần liềng thì còn rất là bén cạnh nhá. Đó, anh em nhìn này, phần liềng rất là còn bén cạnh, và nó không có vết cấn móc gì luôn. Đó, anh chủ cũ anh ấy đeo rất là dữ. Phần thân sẽ là thân thép không gỉ, với phần thân này sẽ được đánh bóng, và phần dây sẽ đánh phay xước, còn phần vàng sẽ là đánh, cũng được đánh bóng. Đó là sự kết hợp rất là đặc trưng của Rolex. Ở bên cạnh này em sẽ có cái lúm đây. Anh em mở lúm để chỉnh chức năng, rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ. Bộ dây tanh này thì đeo lên tay cho anh em, nó mang đến cho anh em cái cảm giác rất là khỏe và nam tính. Size 36 với độ dày khoảng tầm 13 mm. Phần càng này được làm dài và hơi cụp xuống, nên là cái mẫu này là một mẫu free size. Chúc là cho anh em cổ tay tầm dưới 16.5 là đeo chiếc đồng hồ này cực kỳ đẹp. Anh em cứ nghĩ size 36 là nó nhỏ, nhưng mà với chiếc này của Rolex thì size 36 nó sẽ tương đương với 39, 40 của các hãng khác, nên là anh em yên tâm về cái size này của Rolex. Đó, một cái size thiết kế rất là nó bao quát hết tất cả, hầu như là mọi cổ tay luôn. Chúng ta sẽ có là một cái đường chỉ ở chính giữa đây được làm mắt to, và toàn bộ cái phần chính giữa này sẽ được làm bằng vàng khối 18K anh em nhé. Đó, khóa cũng sẽ được làm bằng vàng khối phần chính giữa này luôn, logo thương hiệu của hãng. Mặt trong khóa anh em sẽ thấy được tổ hợp khóa được làm rất là tỉ mỉ, cũng như là phần chỉnh nhanh ở phần đuôi này, anh em có thể chỉnh lưới rộng hoặc thu ngắn tùy thích. Đó. Mặt sau đáy thì em này là em đời 116, thì em nó sẽ sử dụng bộ máy là 3135, sẽ có là 48 giờ tích cót với 28.800 tần số dao động, và size số là cộng trừ 2 giây một ngày. Đó. Bọn em 2018 thì trước này em đang bán là 265 triệu anh em nhé, 265 triệu cho chiếc cọc kim cương mặt vi tính đen dây oyster. Đó. Ok, thì em sẽ cùng đến với chiếc mặt la mã này. Đây là một chiếc mặt trắng men, và sẽ được gắn cọc số la mã được làm bằng vàng khối 18K ở trên cái mặt số này. Vòng bên ngoài anh em sẽ thấy được một đường bo vòng bên ngoài này, sẽ là nơi chia các vạch chia phút với 60 phút. Dòng chữ Swiss Made ở giữa là logo thương hiệu của hãng, đó là một cái biểu trưng của dòng Mark 2. Với dòng Mark 2 thì cái thiết kế phần thân này nó sẽ làm led hơn nhé, liềng cũng led hơn. Nói chung là đời mới thì nó sẽ chỉ làm led hơn thôi, còn về ngoại quan thì nó sẽ y như nhau. Còn bộ máy thì đời mới thì nó sẽ dùng bộ máy in-house 3235. Mặt men trắng thì cái mặt số này nó sẽ rất là dễ đeo với nhiều anh em.
mặt men trắng và cọc số La Mã. Chúng ta sẽ có ô lịch gốc 3 giờ đây với dòng chữ Rolex Oyster Perpetual và đế chốt trên cái mặt số này, và dòng chữ chứng nhận là Superlative Chronometer. Anh em sẽ có một cái liềng được làm bằng vàng khối 18K. Cái liềng này cũng rất là bén anh em nhé. Chiếc này của em là đế chiếc này của em là một chiếc hàng lướt, còn đầy đủ là hộp sổ thẻ vào đế cũng 2018 đó, nên là tình trạng còn rất mới. Anh em nhìn cái phần liềng này đó, nó còn rất là bén cạnh và sờ cảm giác nó rất là sắc. Chúng ta sẽ có cái phần mặt kính, như mặt kính sapphire nguyên khối và phần lưu góc 3 giờ đặc trưng của dòng đế chốt rồi đó. Bộ dây tanh được đề mi vàng vàng, bộ dây này cũng rất là đẹp. Khóa đây, nói chung là em nó chỉ khác mỗi phần làm phần máy và cái trên một chút chi tiết ở mặt số, cùng với đó là bộ máy trước này sử dụng sẽ là bộ máy 3235. Anh em sẽ có là hai ổ cót sẽ là 70 giờ tích cót, so với bộ máy 3135 thì chỉ có là 48 giờ tích cót đó. Còn tần số dao động vẫn là 28.800 và 31 chân kính, sai số vẫn sẽ là cộng trừ 2 giây một ngày. Đó là một cái thông số rất là tuyệt vời của một chiếc Rolex. Em sẽ lắc lắc qua một chút để cho nó chạy nhé. Đó. Ok thì em sẽ cầm cả hai chiếc lên cho anh em tiện so sánh. Anh em nhìn chiếc 116 này, nó phần càng này nó sẽ làm to hơn, còn chiếc 126 này sẽ làm là gọn hơn và nét hơn. Đó. Ok thì em sẽ lên tay thử cho anh em từng chiếc một nhé. Đó, với size 36 thì cổ tay em cổ tay 16 thì đeo rất là tuyệt vời. Nói chung là cảm giác như là chiếc này sinh ra là dành cho tay em vậy. Đeo lên tay rất là vừa vặn và nó cực kỳ là nó mang đến một cái cảm xúc rất tuyệt vời. Ok thì em sẽ lên tay cho anh em chiếc mặt vi tính đen này. Vi tính đen thì nó kiểu nó huyền bí và nó không quá nổi bật với đề mi vàng hồng. Thay vào đó thì cọc số kim cương thì nó sẽ làm điểm nhấn trên cái mặt số này. Ok thì chiếc này chiếc vi tính đen này của em là đời 116 và full 2018 thì em đang bán là 265. Còn chiếc mặt men này thì cũng full 2018 và đời mới hơn cơ. Đời mới thì em nó sẽ gồm khoảng tầm 235 triệu. Đó. Em này là đời cũ mà nó lại đắt hơn thì thứ nhất là mặt vi tính và thứ hai là cọc số kim cương. Đó. Trước này thì chỉ là mặt men và cọc số La Mã thôi. Và em này được cái là đời mới Mark 2. Còn em này thì là một chiếc đời sau, đời cũ. Đó. Nói chung là anh em yêu thích cái phong cách nào hoặc kiểu dáng nào thì anh em có thể qua trực tiếp xong để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Hai mẫu Rolex đế chốt rất là đẹp và hiện đang sẵn tại shop em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.